10 pha knockout sốc nhất trong các trận tranh đài hạng nặng. Phần 1. Deontay Wilder, Tyson Fury, Mike Tyson và Anthony Joshua đều góp mặt. Quyền Anh hạng nặng là vô song về tính khôn lường của nó. Từ Mike Tyson đến Jack Foreman, Tyson Fury đến Muhammad Ali, những võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại đều có những pha knockout đối thủ để đời, nhưng cũng có khi họ là nạn nhân của những cú đánh kinh điển. Bình luận viên Trần Hùng xin mời anh em cùng đến với 10 pha knockout sốc nhất trong các trận tranh đài hạng nặng ở dưới đây. Tyson Fury knockout Deontay Wilder, trận tái đấu năm 2020. Wilder và Fury có 3 cuộc đối đầu kinh điển, trong đó chỉ có lần đầu tiên trận đấu đi hết 12 hiệp. Còn trận đấu thứ 2 năm 2020 chứng kiến màn tra tấn đáng sợ của Fury đối với Wilder. Sau khi đánh ngã đối thủ ở hiệp 3 và hiệp 5, Fury tiếp tục dội bom lên Wilder và đội của Wilder đã phải tung khăn xin dừng trận đấu ở hiệp thứ 7. Thất bại này khiến Wilder mất đai WBC, còn Fury khẳng định vị thế của mình như một ông vua của hạng nặng thời điểm đó. 3 trận đấu với Fury có lẽ đã thay đổi hẳn Deontay Wilder. Kể từ đó trở đi, trong 4 trận gần nhất thì Wilder thua đến 3 trận và còn chưa biết lúc nào sẽ trở lại. Trong khi đó, Fury hiện đang hướng tới màn trả thù trước Oleksandr Usyk ngày 21 tháng 12 tới đây. Corey Sanders hạ gục Vladimir Klitschko năm 2003. Klitschko trẻ tuổi năm 2003 được coi là ngôi sao lớn nhất và đang lên của hạng nặng khi anh bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới của mình trước Sanders, 37 tuổi, người thường được cho là thích chơi golf hơn là môn boxing mà anh kiếm sống. Tuy vậy, võ sĩ thuận tay trái người Nam Phi này đã khiến tất cả bất ngờ. Với những cú móc trái mạnh mẽ, Corey Sanders đã khiến Klitschko gục ngã tới 4 lần trong vòng chưa đầy 4 phút, buộc trọng tài phải dừng trận đấu. Tiến sĩ búa thép mất đài WBO hạng nặng về tay của Corey Sanders. Klitschko sau đó đã chia sẻ về trận đấu. Trong 25 năm sự nghiệp, tôi chưa từng đấu với bất kỳ ai có cú đấm mạnh như Corey Sanders. Mike Tyson hạ gục Michael Spinks năm 1988. Mike Tyson bước vào trận đấu gặp Michael Spinks khi đã tạo được thương hiệu quái vật hạng nặng. Mike được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, cái cách mà võ sĩ thép kết liễu trận đấu vẫn khiến tất cả bàng hoàng. Bởi khi đó, Michael Spinks bất bại, là nhà vô địch thế giới hai hạng cân và là người sẽ đi vào ngôi đền huyền thoại trong tương lai, được nhiều chuyên gia uy tín cho là nhà vua đích thực của hạng nặng. Hoặc ít nhất, Spinks được kỳ vọng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho Mike thép. Nhưng thay vào đó, tất cả chỉ là một cuộc thảm sát kéo dài 91 giây. Một màn trình diễn sức mạnh tàn bạo của Mike Tyson. Andy Ruiz hạ gục Anthony Joshua năm 2019. Andy Ruiz chỉ là sự thay thế vào phút cuối cho trận ra mắt tại Mỹ của Joshua, nhưng gã béo gốc Mexico đã mang đến cho Joshua những giây phút không thể nào quên. Hiệp thứ 3 đầy sôi động khi Joshua đánh ngã Ruiz, nhưng sau đó nhận lại sự phản công mạnh mẽ từ đối thủ. Joshua bị áp đảo và đến hiệp thứ 7, sức tấn công tới tấp của Ruiz khiến quyền vương nước Anh không thể chịu nổi và trọng tài buộc phải cho trận đấu dừng lại. Trận thua này khiến Joshua mất tất cả các đài hạng nặng của mình gồm WBA, IBF, WBO và cả IBO. Tuy nhiên, Joshua sau đó sớm trả được món nợ trước Andy Ruiz vào tháng 12 cùng năm 2019 với cách đánh tỉnh táo. Anh vượt qua gã béo bằng quyết định đồng thuận từ trọng tài. Jack Foreman hạ gục Michael Moore năm 1994. Thời điểm năm 1994, Foreman đã 45 tuổi, đã qua 2 thập kỷ thời kỳ đỉnh cao và đối đầu với một tay đấm thuận tay trái bất bại Michael Moore, người đã đánh bại Evander Holyfield trong trận đấu trước đó. 9 hiệp đầu tiên diễn ra như mong đợi. Moore hoàn toàn kiểm soát trận đấu, nếu không muốn nói là khiến ông già Foreman trở thành bao đấm cho mình. Nhưng sang hiệp thứ 10, như bình luận viên Jim Lampley đã hét lên, nó đã xảy ra rồi. Foreman tung một cú đấm tay phải tàn bạo khiến Moore gục xuống sàn. Giành đai WBA và IBF, Foreman lại là nhà vô địch hạng nặng thế giới 20 năm sau khi giành được danh hiệu lần đầu tiên, và Foreman trở thành người lớn tuổi nhất giành được danh hiệu hạng nặng ở độ tuổi 45.
Joe Louis hạ gục Max Melling năm 1938. Cũng giống như trận Tyson Spinks, đây không phải là một chiến thắng gây sốc mà nó sốc bởi phong cách chiến thắng đáng kinh ngạc. Huyền thoại Joe Louis người Mỹ khi đó đang cố gắng trả thù cho thất bại duy nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trước cựu vô địch tài năng người Đức Max Melling khi cả hai gặp nhau trước hơn 70.000 người hâm mộ tại sân vận động Yankee. Thời điểm đó, thế chiến thứ hai đang cận kề. Louis đã đánh bại Smalling, hạ gục đối thủ 3 lần trong hiệp đấu đầu tiên. Huấn luyện viên của Max Melling đã phải tung khăn trắng xin hàng để bảo vệ võ sĩ của mình. Nhưng cú đánh của Joe Louis mạnh đến nỗi khiến đối thủ đáng gờm bị gãy xương sườn và gãy cả đốt sống. Chiến thắng không chỉ giúp Joe Louis bảo vệ đai hạng nặng thành công mà còn mang ý nghĩa chính trị. Joe Louis giống như một đại diện cho Mỹ chống Đức Quốc xã. Và có lẽ chưa bao giờ có sự kiện thể thao nào lại khiến những người Mỹ da trắng đoàn kết với những người Mỹ da màu như vậy. Đối thủ của Joe Louis, Max Melling, thì đã phải nằm viện 2 tháng để hồi phục các chấn thương sau trận đấu chỉ kéo dài 2 phút 4 giây của mình. Muhammad Ali hạ gục George Foreman năm 1974. Người hâm mộ quyền Anh, các cây viết và cả những nhà tổ chức đều lo sợ cho sức khỏe của Ali trước khi đối đầu với George Foreman bất bại tại châu Phi. Nhìn về thành tích khi đó, Ali đã trải qua 4 trận đấu khốc liệt với Joe Frazier, rồi từng thua 2 trận trước Ken Norton, trong khi Foreman thì đã đánh tan tác cả Frazier và Norton. Tuy nhiên, khi hai người đấu nhau, Ali đã sử dụng tốc độ, trí thông minh và khả năng phục hồi siêu phàm để đánh bại võ sĩ được xem có cú đấm mạnh nhất trong lịch sử hạng nặng. Sau 7 hiệp đấu bị đối thủ lớn tuổi hơn đánh lừa, Foreman kiệt sức và đã bị hạ gục ở hiệp thứ 8. Ali lại là nhà vô địch WBC, WBA và The Ring của hạng nặng. Hasim Rahman hạ gục Lennox Lewis năm 2001. Một phiên bản thô sơ của Lewis đã phải chịu một pha knockout bất ngờ trước Oliver Marco ở thời kỳ đầu sự nghiệp. Nhưng Lewis đã trả thù cho trận thua đó và chứng tỏ mình là võ sĩ hạng nặng thống trị, cho đến khi Lewis gặp Hasim Rahman. Thời điểm đó, không ai tin tưởng vào Rahman cả. Tất cả đều nghĩ đến thế trận một chiều nghiêng về Lewis. Tuy nhiên, kẻ yếu thế với tỷ lệ 1-20 đã bất ngờ hạ knockout Lewis bằng một cú tay phải mạnh mẽ ở hiệp thứ 5, giành đai WBC, IBF và IBO. Cũng trong năm 2001, Lewis đã trả được món nợ trước Rahman. Tuy nhiên, pha knockout của Rahman vẫn cứ là một sự kiện chấn động trong lịch sử các trận tranh đai hạng nặng. George Foreman hạ gục Joe Frazier năm 1973. Đây là một trận đấu mang đến những ấn tượng không phai từ hai nhà vô địch đang trong thời kỳ sung mãn. Khi đó Joe Frazier đang giữ các đai WBC và WBA hạng nặng sau khi đánh bại Muhammad Ali. Còn Foreman đang có chuỗi 37 trận toàn thắng, trong đó có tới 34 trận knockout. Và Foreman đã chứng tỏ sức mạnh phi thường của mình. Frazier đã bị Foreman đánh ngã 6 lần trong vòng chưa đầy 5 phút, bao gồm một cú đấm móc cực mạnh khiến ông bật lên bằng cả hai chân. Trọng tài cuối cùng đã phải dừng cuộc thảm sát khi mà hiệp 2 chưa kết thúc. Và vị trí số 1, Buster Douglas hạ gục Mike Tyson năm 1990. Đây chính là cha đẻ của mọi cú sốc, không chỉ trong quyền đánh hạng nặng mà còn trong các môn thể thao chiến đấu nói chung. Douglas được cho là có tỷ lệ cửa dưới 1-42 trước trận đấu này, với Tyson ở đỉnh cao. Không ai dám tin vào cửa thắng của Douglas trước con quái vật Mike Tapp, không một ai. Tuy vậy, Buster Douglas đã biến khó khăn, bao gồm chấn thương và cả sự qua đời của mẹ anh, thành động lực lớn để tập luyện như không còn ngày mai, để hạ gục một Mike Tyson sao nhãng trên đất Tokyo. Bạn ấn tượng với pha knockout nào nhất trong 10 trận đấu kể trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần dưới của video nhé. Hẹn gặp lại trong các video sau.